Ngày 6 tháng 10, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1992, trú huyện Lộc Hà, về hành vi cố ý gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 45 phút ngày 29 tháng 9, tại trụ sở Tòa án Nhân dân huyện Lộc Hà, trong quá trình làm thủ tục ly hôn với chị L, sinh năm 1998, thì Nguyễn Văn Quyết sử dụng dao gọt hoa quả, chuẩn bị sẵn từ trước, đâm vào vùng ngực chị L. Khi bị đâm, chị L hoảng loạn ngã ra sàn nhà thì Quyết tiếp tục đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng lưng của chị L. Sau khi những người trong phòng làm việc hô hoán lên thì Quyết vứt dao lại hiện trường rồi bỏ trốn. Tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định được xác định là 29%. Đến chiều cùng ngày, Nguyễn Văn Quyết đã bị cơ quan công an bắt giữ. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.